Chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Tối ngày hôm nay thì hôm nay Bảo sẽ làm một chương trình giảm giá các mặt hàng đồ pin nha. Đó, cũng sắp đến lễ 30 tháng 4 rồi thì Bảo sẽ giảm giá sâu một tí xíu để anh chị mình xài công trình cũng như là gia đình. Đó, lễ lượt 30 tháng 4 là mình xem chương trình này đặt hàng luôn. Thì chương trình này thì Bảo giảm tới là 30 tháng 4 với là mùng 1 tháng 5 là ngưng nha. Đó, đầu tiên thì Bảo lên cái con máy pin này. Đó, máy pin mà không tem mà thùng như này, hai quả pin 5 cell, một sạc thùng lớn như này. Riêng tối ngày hôm nay 550.000, Bảo tính có 400.000 là số 0 nha. Đó, hai pin một sạc mà giá như này là chưa bao giờ có đâu anh chị ơi. Giá 400.000 là con đầu tiên là thấy à, giá tốt cực kỳ rồi đấy. Đó, tiếp tục thân máy này, bù lông hu can thương hiệu của Mỹ, nhà máy thì tất cả tối ngày hôm nay đều lắp đặt tại Trung Quốc nha anh chị nha. À, có riêng con Taiwan này thì Đài Loan thôi đó. Rồi, con này là bù lông thân không, lực 330 newton, đầu nhông dày nè, to này, thân không có số 1 này, 590.000, xài chân pin phổ thông nha, thân không nha. Rồi tiếp tục, trời ơi, Nam Gia này hết hàng lâu lắm rồi anh chị ơi. Tối ngày hôm nay thì con này cũng sót lại đó nha, chứ chắc không tới lễ được đâu anh chị à, là hết rồi. Đó, một con máy thân không bảo hành 1 năm. Đó, lực xiết đả này, búa này khá là mạnh, 3 chức năng, chân pin phổ thông, nhà máy lắp đặt là tại Taiwan nha. Đó, pin Nam Gia này á, xài cực kỳ đả luôn. Thùng như này số 2 này, con này là 1.3 triệu mà giờ còn có 1.150 triệu, nó quá bèo luôn. Thân lại bảo hành 1 năm. Đó, nhà máy nằm tại Đài Loan nha, có con thôi. Anh chị nào chốt gấp con đấy. Còn những con này thì Bảo còn được tới 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nha. Đó, rồi bù lông Hitachi này, lực xiết cao nè, thân không, chân pin phổ thông, 380 newton, 1.150 triệu. Tối ngày hôm nay số 3, tính cho anh chị mình 909, giá quá bèo đúng không? Đó, motor brushless 3 đèn chiếu sáng này, chân pin phổ thông, hai pin một sạc như này, thùng to như này, Hitachi đầu đen loại 1, cực kỳ chất lượng nha, xài pin 20 21V 18V cũng xài được, số 3 990.000. Rồi Ritman này thì Bảo bán nhiều quá trời là anh chị xài con này phê, bán thật cao nè, bán vít. Con này chân pin phổ thông, đầu thì đầu 13mm, con này là 2 chức năng nha. Đó, đầu là đầu 13mm, nhưng mà máy thì vẫn là xài được 10mm thôi. Đầu có đầu lốc này, đó, auto lốc khóa luôn, hai pin 5 cell, một sạc, chân pin phổ thông, có báo pin. Con này bán nhiều dữ lắm nha, bán quá trời luôn. Số 4 này 690.000, giá mà Bảo làm clip là tới 900, mà giờ á có 609 nè. Số 4 này, số lượng ít, Ritman là của Iran, Iraq gì đó nha anh chị nha. Rồi tiếp tục Makita loại 1, thùng xịn như này, đẳng quá đà luôn, thùng to này, chắc chắn này, pin thì pin lớn này, lực xiết lại cao. Con này lực xiết cao nha anh chị, bắn ốc 24 đổ lại thì con này ấy, thì bắn thoải mái luôn. Xe tay ga tùy vào lực nha, nếu anh chị nào mà tính về lực cứ bỏ con máy 380 newton, bắn vào con này bao ra hết nha, cả máy xin máy gì cũng được. Đó, hai pin lớn một sạc này, pin thì có báo pin luôn nha anh chị nha. Đó, báo pin đâu rồi, cái này chắc để lâu nó hết pin rồi anh chị ơi. Đó, vừa mới nổi lên để sạc pin, à nó sắp hết pin rồi anh chị à. Đó, có báo pin, hai pin sạc lớn thùng to Makita loại 1 này. Đó, rồi con này là bù lông chân pin thoải mái xài. Con này xong rồi mà chưa báo giá hả? Rồi giá luôn nha, con này tới 1.250.000, thùng to như này, tính cho anh chị mình số 5 1 triệu nè. Đó, quá bèo luôn, có báo pin đầy đủ. Rồi tiếp tục số 6 nè, 980.000, giờ còn 890.000. đó, motor 775 Nam Gia Taiwan nha. Có những con này thì xài, thứ nhất là anh chị được bảo hành 1 năm, 3 chức năng, đầu 13mm, motor là 775, nhà máy là Made in Taiwan nha. Đó, chân pin phổ thông luôn, dễ xài, Nam Gia Taiwan, hai pin lớn một sạc, pin có hơi sức tí xíu này, giảm 100.000 luôn. Đó, báo rồi. Rồi tiếp tục số 7 nha. Đó, con này là 1.650.000, giờ anh chị mua còn có 1.550.000.
là con máy Hukan X6 Pro nhá. Con này là xài pin phổ thông luôn. Đó, anh chị mình mua thì cũng được hai quả pin lớn nè, pin Nanya luôn. Có hai quả pin Nanya Taiwan 21V 4A, đầu gheo bôi này, lực siết là 380 N, chân pin phổ thông, báo pin đầy đủ. Đó, chân pin phổ thông có báo pin, chữ nổi Hukan ở trên máy luôn. Có 1.550.000. Đó, đầu nhông con này dài dữ lắm nha. Đầu nhông quá trời dài luôn. Số 7, 1.550.000. Đó, rồi tiếp tục đề quát nè, loại 1 nè. Đó, quay sắt nè, bảo hành cho anh chị mình là 6 tháng luôn. Lực siết con này á là cao nha, lực siết thì 380 N lần anh chị ơi. Đó, loại XR3 đèn loại 1 nè. Đó, có báo pin, chỉnh lực đầy đủ, hai pin một sạc, chân pin phổ thông, số 8, 980.000. Giá trên thị trường là bán 1.150.000 nha. Đó, con này cũng hư tem rồi nè. Rồi tiếp tục số 9 này. Đó, máy khoan gài 3 chức năng Masaki 1.750.000. Riêng sắp tới ngày lễ anh chị mua chỉ còn 1.390.000 thôi, là số 9 nha. Đó, pin con này đặc biệt nha, là phải pin dòng xả cao mới xài đủ tải con này đó. 3 chức năng. Đó, con này là 3 chức năng nha. Khá là êm luôn, hai quả pin lớn 31 phép nha, pin dòng xả cao, chân pin phổ thông, sạc đế thùng lớn, giảm cực sâu luôn. Số 9 1.390.000. 3 chức gài nha, con đấy là anh chị đi ống nước này, điện nước này. Đó, đi những cái máy lạnh á cần khoang dày và xuyên tường lớn thì mình lấy cái đấy. Rồi tiếp tục máy khoan con này hết pin ta, để lâu anh chị à. Đó, con này là master chính hãng, nhà máy là PRC nha anh chị nha. Đó, số 10, 1.250.000 giờ anh chị mua, có tay cầm luôn, lỗ tay cầm chứ không có tay cầm, hai pin phổ thông, một sạc lớn nè. Con này lực lên đến là 95 N, đầu 13 mm. Đó, đầu thì đầu nhỏ nha, loại này thì nó mắc hơn. Đó, có 1.250.000 hết, tính 909 là số 10. Rồi tiếp tục T-Mat Boss này, con này là 1.150.000 mà anh chị mua lễ lượt tới rồi. Đó, hai pin 3 chức năng. Đó, đầu là 13 mm nha, có bắn vít cũng được nè, khoan búa cũng được luôn. Tối ngày hôm nay bảo tính cho mình số 11, 950, hai pin phổ thông, một sạc báo pin, chân pin là phổ thông nha. Thương hiệu là T-Mat Boss này, con này Đài Loan nha. À đâu, con này là nội địa Trung Quốc. Đó, rồi T-Boss Mat nha. Đó, rồi tiếp tục Makita loại 1 này. Đó, chữ nổi nha anh chị nha, là chuyên VIP. Con này số 12, con này là 1.050.000 là giá bây giờ nha. Đó, lễ rồi bảo tính anh chị mình 890.000. Đó, hai pin phổ thông này, pin có thông số đầy đủ nha, thùng như này. Đó, chữ nổi Makita, có chỉnh được lực, chuyên vít, xài cho bắn vít, bắn tôn này. Pin thì cũng cầm khá là lâu nha, bảo hành mình 6 tháng luôn, số 12, 890.000. Rồi tiếp tục số 13 này, Bù Lân Makita. Đó, con này lực của nó là 350 N nha. Con này hết pin rồi anh chị ơi, bảo lấy cục pin khác rồi. Đó, để lâu quá. Hết pin không ta? Hay là máy hư ta? Rồi để bảo test lại cái xem nha. Không, hết pin đó anh chị à. Đó, lực khỏe nè. Anh chị mình mua là được hai pin một sạc như này. Thì anh chị mình mua là số 13. Số 13 nha, là 890.000, trong khi giá gấp là 1.050.000 nha. Đó, số 13, 980.000. Đó, chân pin phổ thông, thùng thì thùng Hitachi. Đó. Đó, máy Makita mà thùng không có thùng bảo thanh lý nha. Rồi tiếp tục máy khoan Makita loại đen này. Đó, loại đen mà lực siết cao, con này chạy cực kỳ khỏe luôn, có báo pin này. 3 chức năng, đầu 13 mm, Makita dòng đen nha. Đó, dòng này mới về anh chị ơi. Đó, chắc chắn là được bảo hành rồi. Hai pin một sạc, xài pin là 199V là số 14 này, 1.200.000. Bảo tính cho anh chị mình số 14, 1.050.000 thôi. Rồi tiếp tục số 15 này, Masaki, mà cái con này á là nó chung dòng lớn nha, dòng tải cao, lực siết lớn, Masaki chính hãng. Pin thì được một quả 15 cell,
một quả 10 sao chân pin phổ thông, có tay cầm đi kèm luôn anh chị ơi. Dòng này là dòng chính hãng Masaki rồi, xài rất là ngon nha. Đó, 1.750.000, tối ngày hôm nay giảm 100 luôn, số 15. Còn 1650 chân pin phổ thông, đặc biệt là cục pin 15 cell. Rồi tiếp tục này, số 16 này, cưa xích pin nha. Anh chị xài chân pin phổ thông luôn, hai quả pin 5 cell, chân pin phổ thông có đầy đủ này, tua vít này, lam này, dây xích nha. Đó, 850.000, thương hiệu Kento, hàng nội địa nha. Số 16 có 620.000 thôi. Đó, rất là rẻ luôn, chân pin phổ thông lam là 4 in nha. Rồi số 17 nha anh chị nha, máy mài chính hãng Masaki, pin thì con này xài pin rất là trâu rồi, lên đến là hai quả pin 15 cell, 1.750.000, riêng tối ngày hôm nay bảo giảm cho anh chị mình 60.000, còn có 1.690.000 thôi nha. Đó, thùng đẹp này, chắc chắn chính hãng Masaki luôn, pin lại hai quả pin lớn để anh chị dòng xả cao, tải cho nó lâu nha. Rồi tiếp tục TNT nha, hàng nội địa ở Trung Quốc luôn, những con này là nội địa bên Trung Quốc anh chị à. Đó, tem mạt dán đầy đủ luôn, nhét đầu vào, lực của em đó là 380 newton nha. Đó, bắn ốc 24 nè, thì nếu mà xe tay ga thì những con máy thông thường bắn vào đủ 380 thì con này là bao mở ra nha. Còn anh chị siết lực hơi thì nói chung là cũng hên xui lắm nha. Đó, ốc mà rỉ rét thì với lực cao quá thì máy này không đủ mở ra, còn bình thường thì hầu như là mở ra hết. Đó, số 18 nè, 1.2 triệu, tối ngày hôm nay anh chị mình mua còn 950.000, chân pin phổ thông, pin 5.0 ampere 20V nha. Đó, loại TNT, hàng chính hãng nha. Rồi tiếp tục số 20 này, đó con chuyên 3 chức năng motor từ Nanya này, bảo bán quá trời nhiều rồi. Đó, pin cầm lâu, motor 10 ly nhưng mà lại 3 chức năng từ, đó bắn vít nè, bắn tôn với là khoang tường, con này đáp ứng được nha, mũi 10 là khá là khỏe trong dòng khoang 10 ly rồi nha. Đó, 850.000, tối ngày hôm nay số 19 có 800.000 thôi, hai pin có sạc nha, nhưng mà sạc là sạc adapter á, bảo là bỏ đâu rồi á. Đó, con này số 19 này phụ tùng quá trời nhiều, Nanya này á, nhà máy Taiwan nên là xài ổ nha, thân máy không bảo hành một năm anh chị à. Rồi tiếp tục thích nhỏ nhắn thì mình mua con này hai chiếc thôi, con này thì không ngon bằng Nanya Taiwan được rồi. Đó, bảo hành 6 tháng thôi. Đó, hai pin một sạc, pin là pin chọt nhỏ nhắn này, xinh xắn thì mình lấy con này số 20 nha. Đó, 708 đúng không, giờ tính 750.000, có phụ tùng, motor là brushless, có báo pin luôn nha, không chổi thang á, pin chọt 18V, hai pin một sạc, thùng đẹp nè, chính hãng Hu Can nha. Rồi tiếp tục số 21 này, khoang 3 chức năng motor từ Nanya Taiwan, à đâu, Kento, hàng nội địa Trung Quốc nha. Đó, 3 chức năng này, bắn đó, lực đập quá đà luôn, lực siết lên đến là 95 newton, khỏe nè, bóp tay không đứng nè. Đó, hai pin có thông số đầy đủ, số 21, triệu mốt 50 cùng giảm còn có 950.000 nha. Rồi tiếp tục Masaki này, bảo bán quá trời nhiều rồi, hàng chính hãng, con này thì xài êm này, pin lại lớn nha. Anh chị nào mà thích dòng mà khoang dài, đặc biệt con này á là hàng cực kỳ đập luôn, xài hai chiếc thôi, không cho mình xài búa, sợ hư máy nhanh, thì con này á hai chiếc nó khá là bền luôn. Đó, lực búa lên đến là 3.2 joule, hai quả pin 15 cell anh chị, đi công trình ống nước này, bắt máy lạnh, mua con này khoang khá là khỏe luôn. Đó, số 22, 2 triệu mốt mà giờ còn có 1.9 triệu anh chị ơi, hai pin 15 cell luôn, mua hai quả pin đấy là 1.000.000 rồi, sạc với là máy với tay cầm này, thùng như này giảm giá 200 còn 1.9 triệu thôi. Rồi tiếp tục máy khoang 3 chức năng hàng Ken nè. Đó, Ken này á thì lực siết khỏi phải chê, đẹp nè, lực siết cao nè, đó cực kỳ đã, chân pin phổ thông, con này hai quả pin thôi. Đó, thì anh chị nào mua hai pin thôi nha, lấy ra bức pin này. Đó, số 23.2 triệu, giờ giảm còn 1.1 triệu luôn, chân pin phổ thông, máy Ken nha. Rồi tiếp tục rung gạch, xài chân pin phổ thông, nếu anh chị nào có pin phổ thông mua cái này về rung gạch 60 80 1 mét, con này cân được hết nha. Đó, đế là một tấc 8 này, đế hợp kim nhôm, xài bền này, top V nha, con này á là 1.550.000,
Bảo đã làm clip rồi, anh chị lên xem. Số 24 tối ngày hôm nay 1.450.000 thôi. Đó, một pin này, một sạc chấm dứt to như này có 1.450.000. Đặc biệt là máy thì có chỉnh được tốc nha, rung kinh khủng lắm. Đó, tăng lên này, anh chị nghe tiếng không là biết mạnh rồi nha. Đế nhôm, tay cầm là hợp kim nhôm luôn, quá đà. Số 24 rồi, bảo lên những dòng tia laser, bảo bán khá là nhiều nha. Đó, thương hiệu Nhật này, Toyama này, con này tia đẹp này. Đó, đi kèm là một thùng này, một khay đựng pin, một sạc với là một quả pin lớn như này. Đó, bảo tiến hành là test tia cho anh chị mình nha. Tia cảm ứng này, có chấm nước, con này là nó cắn cái này rồi anh chị ơi, lột ra đi. Đó, nhấp nháy là báo hiệu tia đẹp dữ lắm anh chị ơi. Quay lên em, đẹp kinh khủng luôn, có chỉnh tia sáng tối luôn. Đó, anh chị mình thích sáng có sáng, tối có tối luôn. Đó, mất tia luôn là tia nó nhỏ xíu như cây bút bi thôi. 5 tia xanh, tối ngày hôm nay 1.050.000, giờ còn số 25 có 950.000 thôi nha. 5 tia xanh, chính hãng Toyama luôn. Rồi, tiếp tục, con 12 tia này giảm mới sâu anh chị này. Công ty này chơi rất là lớn luôn, 1.650.000. Con này lên tới là hai quả pin lớn, xài cả ngày không hết đâu. Đó, chân treo tường này, remote điều khiển từ xa, bóng LED, thương hiệu Nhật nha. Con này là 12 tia 3D, tia là đẹp nè, sáng đã lắm. 12 tia là dòng này là sáng nhất rồi, cũng chưa có dòng nào sáng hơn nha. Chỉ ngang như này, quay lên đây, tia cực kỳ nét luôn, điều chỉnh sáng tối được nha. Đó, nhỏ tia to được, quá đã, nhỏ xíu thôi. Rồi, con này là nguyên thùng này, mấy loại chân, chân này nè, chân treo tường quá trời chân, hai pin lớn. Mà giá tối ngày hôm nay 1.650.000, còn có 1.190.000, công ty chơi quá lớn luôn. Đó, rồi tiếp tục, thêm một con máy mà tia bóng LED mà bảo bán dữ dội cực kỳ luôn. Về là hết nha. Đó, con Akuya bóng LED, thương hiệu Nhật, bảo hành mình 1 năm này. Đó, công nghệ là của Trung Quốc hết nha. Đi kèm là một thùng đựng, một khay pin thôi. Chỉnh tia này, đó, thích sáng có sáng này. Rồi rồi, rồi có đá xi nhan để anh chị khóa tia nha. Dòng này là bóng LED, công nghệ Nhật, nhà máy tất cả đều lắp đặt Trung Quốc nha, chứ anh chị đòi là lắp đặt Nhật không có đâu nha. Rồi tiếp tục, Toyama, công nghệ Nhật tiếp. Đó, nhà máy lắp đặt cùng là Trung Quốc luôn. Con này đặc biệt đi kèm này, anh chị nhìn này. Đó, quá trời chân, một loại chân, hai loại chân này, ba loại chân này, pin này, hai quả pin lớn, cho thêm cái khay đựng pin. Nhiều anh là hay ảo ma là kêu ba pin đây anh chị ơi. Đó, con này á là 1.650.000, mà chương trình công ty bảo nhập về là mấy chục con luôn. Tối ngày hôm nay còn có 1.250.000, thùng thùng á quá xịn luôn. Đó, số 28 mà còn có 1.250.000, bảo làm clip là 1.650.000 đúng rồi á. Con này tia là khỏi phải chê luôn. Đó, nhìn là ghiền luôn nha. Test tia cho anh chị mình, bật công tắc bên hông nha, công tắc bên hông này, tia là nhìn ghiền luôn anh chị ơi. Bóng LED đó chiếu vào cột nha, nhìn mê luôn á. Tia con này thì khỏi phải chê luôn, dòng 12 tia, con này đỉnh nhất, sáng nhất rồi. Nói chung là sáng ngang con này, chứ bây giờ không có con nào sáng hơn con này nha. 12 tia 3D Toyama, công nghệ Nhật, nhà máy lắp đặt Trung Quốc, thùng xịn như đấy, mà giá có 1.200.000 quá rẻ nha. Rồi tiếp tục, máy phun sơn này, pin này, BTEC pin này là pin xịn nha. Đó, con này 1.150.000 này, xài bằng pin BTEC. Con này công suất 450W này, số 29, 1.150.000, giờ mình mua có 950.000. Đi kèm á là sẽ là 4 bếp phun nha, để anh chị mình thay thế nè. Đó, lúc mà phun sơn dầu BU nè, sơn nước đầy đủ luôn. Đó, con này á đầy đủ các kiểu luôn. Con này là một pin, một sạc vậy thôi. Là con này số 29, 950 này. Rồi tiếp tục số 30, rung gạch nè, đế nhôm nè. Dòng này là dòng có một dòng, hai dòng nửa rẻ hơn, nhưng mà bảo làm dòng đế nhôm này cho anh chị mua xài cho bền này, chỉnh lực nha, chỉnh cái tốc độ rung. Đó, yếu xìu luôn. Rung gạch được 60-80 một mét, đế cũng là đế một tắc rưỡi nha. Rồi một pin, một sạc, 1.380.000. Tối ngày hôm nay số 30 còn có 1.290.000 thôi. Đó, rất là rẻ.
Rồi tiếp tục những con máy pin á, mà anh chị mua con này á, hầu như bán rất là chạy hàng luôn. Con này là Akuya, hai quả pin 15 cell mà nhân viên bán bất một cục rồi nhá. Anh chị mình mua cục lẻ này là 1.650.000, mua thêm nguyên bộ hai pin một sạc, pin lớn là đặc biệt con này đầu lốc nha. Đó, cùng chất lượng như này á mà pin 15 cell bảo chưa thấy con nào á mà bán ngon như con này luôn. Đó, lực siết khỏe nè. Lại có đầu lốc rồi nhá. Đó, đầu thì đầu lốc luôn, khóa auto lốc rất là xịn, chính hãng Akuya, công nghệ Nhật này, nhà máy lắp đặt Trung Quốc. Hai pin lớn 15 cell. Đó, 1.9 thôi là số 31, con này cực kỳ ngon. Có website lớn cực kỳ luôn, vào tham khảo những thương hiệu nhá. Rồi tiếp tục bảo lên cho anh chị mình con bù lông này 1.300 Newton này. Wow, nghe tiếng không là anh chị bắn con này chắc là đau tay dữ lắm đây. Đó, con này bắn cực kỳ khỏe luôn, 1.300. Búa nó đập đau lắm anh chị ơi. Hai quả pin 15 cell, chính hãng Masaki, thương hiệu Nhật, nhà máy lắp đặt Trung Quốc. Con này tới 2.800.000, mà còn đúng một con duy nhất tối ngày hôm nay. Đó, thùng hơi xấu nhẹ thôi, tính cho anh chị mình số 32 nè. Thích 2.150.000 thôi. Thích sửa xe này, bắn xe tải lớn này, 1.300 Newton chứ, bắn đau kinh khủng luôn, pin khủng này, xài lâu, giảm cực kỳ sâu, đúng một con thôi nha. Đó, thùng hình như nó hơi xước đây tí xíu, nứt đây nè, nứt đây luôn nè. Đó, quay vào em về đấy đòi bảo là không có thùng đâu nha, giảm sâu quá trời sâu. Rồi tiếp tục Hitachi nè, loại một, con này là pin lớn 10 cell nè, hai pin một sạc như này, số 33, 2.4, con này lực 1.200 Newton luôn. Wow, con này bắn cũng khủng khiếp lắm à. Đó, cái lực nó cao quá mình bóp không nổi nha, nó vật tay mình đau nha. Đó, có báo pin, chân pin phổ thông brushless là chắc chắn rồi nha, số 33, giảm còn mất 1.850.000 mà lực cao như này đây, Hitachi nè, thùng lớn nè. Đó, pin cũng khỏe đấy. Rồi tiếp tục T-Bot nè, hàng nội địa Trung Quốc nè. Đó, Made in China, có sẵn luôn 3 chức năng, motor từ đầu 13mm, hai quả pin phổ thông, một sạc đế nè. Đó, về làm công trình bảo hành 6 tháng, 1.150.000, giảm 200.000 hả, còn có 950.000. Giá như này, những con này là hầu như là bao giá hết rồi nha anh chị nha, số 34, đó 950.000 thôi. Rồi tiếp tục số 35 này, đó 900.000, con này là lực 300, đây nó ghi 420 luôn, ghi ba xạo quá anh chị ơi, con này có 350.000 nha, 950.000 má, số 334 má, 34 950.000 đúng rồi. Rồi tiếp tục, con này đã lên đâu, con này 35 đây nè. Rồi tiếp tục nha, anh chị mua con T-Bot Max này, hàng nội địa như này, lực 350 Newton, số 35, giảm còn có 750.000 nha. Đó, quá rẻ luôn. Rồi mình qua chuyên viết Kento nè, motor là body compact nhỏ nhắn này, nhưng mà lực siết thì không bao giờ là yếu cả. Bao ngắt mặt, nếu mà anh chị bắn tôn dày hoặc là gỗ lớn nha, thì con này chỉ có làm gài ốc luôn. Đó, hai pin lớn một sạc như này, 1.1 được giảm 50, số 36 này còn có 1.050.000 thôi nhá. Rồi tiếp tục bảo lên thân, thân con này cũng giảm sâu luôn, thân bù lông đét tông. Đó, con này là 2.350.000, bảo đã làm clip rồi, thân không 750 Newton nha. Đó, giảm 150.000. Đó, chơi lớn không? Đó, số 37 này còn có 2.2, 750 Newton nè. Đó, lực khỏe nè, máy lớn nè, đét tông là khỏi phải chê về chất lượng rồi nha. Đó, bảo hành đầy đủ, chữ nổi, bảo hành công ty này rất là nhanh, giảm còn 150 đúng không? Còn số 37, 2.2, lực 750 Newton là thân không nha. Rồi tiếp tục, máy mài pin đét tông, pin là pin xanh nè. Đó, có báo pin nè, con này pin nó dòng xả cao kinh khủng luôn. Đó, con này là pin xanh, sạc xanh, con này là 2.600.000, bảo đã làm clip quá nhiều rồi, đợt này bảo giảm cho anh chị mình 50.000, lì xì lề 30/4 mùng 1/5 nha, 38, 2.550.000, hai pin một sạc, dòng xả cao, pin xanh, sạc xanh nha. Rồi tiếp tục số 39 này, con này là máy khoan
2115T. Con này bản tôn thì nói chung là anh chị có khỏe thì cũng bóp không đứng đâu. Con này là motor, con này là 550 nha, lực xiết 39 N. Con này là 1.550.000, giảm cho anh chị mình 150 nha. Pin xanh luôn, sạc đen, hai quả pin phổ thông. Đâu bảo nhầm rồi, 1.490.000 nha. Nhầm rồi, giảm con này có 60 thôi, giảm nhiều là chết luôn á. Công ty cho phép giảm chừng đấy thôi nha. Đó. Rồi hai pin xanh, một sạc. Pin là pin 5 cell sạc xanh, dòng xả cũng ngon, có báo pin luôn nha. Giảm 60.000, 1.490.000. Rồi tiếp tục cắt gỗ. Con này là lưỡi bao nhiêu đây? Bảo xem cái lưỡi đó nha. 1.6 nha. Đó. Thân không, con này là 1.450.000, chưa pin nha, chưa có pin, chưa có sạc. Tối ngày hôm nay còn 1.390.000 là số 40. Đó, nếu anh chị mình mua pin xanh, sạc xanh thì cộng vào thêm là 850.000 đó. Đó 850.000 nha. Rồi tiếp tục thân máy mài nè. Đất tông mình xài chân pin phổ thông luôn. Đó, có báo pin chỉnh lực luôn. Tối ngày hôm nay số 31 có 1.50.000 bảo bán 41 chứ. Đó, có 1.50.000 bảo bán nhiều nè, motor brushless nè, tay cầm á, là khóa nhanh nha, để anh chị xài ngon. 40 là 41 đúng rồi. Con này là 41, đúng rồi á. Rồi tiếp tục lên đi anh. Rồi tiếp tục số 42 nha. Thân máy rửa xe pin đất tông loại lớn nè, đời mới, màu mới nha. Đó, motor con này là 775, hai đầu bếp nè, kim loại bên trong, xịt bền nè, nối dài, không pin nha, 830.000 là số 42 nha. Chân pin phổ thông luôn á, để anh chị xài. Số 42 830.000. Rồi tiếp tục số 43. Con này là thân bù lông 475. Con này là chân pin phổ thông nha. Đó, motor brushless, con này thân không, 1.500.000. Tối ngày hôm nay giảm 50, còn 1.450.000, giá gốc là 1.500.000 nha. 43 giảm 50.000. Rồi tiếp tục số 44 này, bù lông 380, chân pin phổ thông. Con này là chân pin phổ thông luôn nha. Đó, chỉnh được lực, đèn chiếu sáng. Con này bán nhiều này. Đó, tối ngày hôm nay anh chị mua số 44, 1.1 triệu, 50.000 nha. Rồi tiếp tục số 45 này. Con này thì bảo để ở nhà mới khui ra mà nó hơi xấu này, quay vào mờ một tí xíu thôi. Thân không, 10 ly đất tông, tối ngày hôm nay số 45 này, 850 thôi, hơi mờ xíu nha. Đó, motor là brushless không chổi thang, đầu là đầu lốc, đầu khóa luôn, ba chức năng, con này khá là khỏe luôn. Có cái móc đeo này, chưa có pin thôi, 850 nha. Rồi tiếp tục số 46 nha, chuyên vít nan da này, bảo bán rất là nhiều luôn. Đó, compact này, tem chống hàng giả, thân không, bảo hành 1 năm, hai pin lớn cầm lâu này. Đó, 250.000 giảm, còn anh chị mình còn có 1.1 triệu, 50.000 thôi. Đó, hết rồi đúng không? Đó, tối ngày hôm nay bảo làm 46 màu máy pin cho anh chị mình. Thì anh chị nào á có nhu cầu mua hàng pin được mà lễ lượt tới thì mình đặt hàng, vì giá giảm khá là sâu nha. Rồi bây giờ bảo xin kết thúc video tối hôm nay tại đây.